Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, ai cũng khao khát có được tình yêu một cách trọn vẹn. Nhưng mà khi yêu sai người và sai thời điểm thì cái hậu quả xảy ra nó sẽ rất là khó lường và có thể làm tổn thương đến rất là nhiều người khác. Câu chuyện dưới đây nói về sự hy sinh vì tình yêu và liệu cái sự hy sinh đó nó có đáng hay không? Chi tiết câu chuyện ra sao thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe. Thùy Linh đột nhiên tỉnh giấc. Cô đưa tay theo thói quen về phía bên cạnh, nhưng tay cô lại chạm vào một khoảng không. Tuấn không có nằm bên cạnh. Anh đã đi đâu? Cô lo lắng tìm kiếm anh khắp căn phòng, bỗng thấy dáng người quen thuộc đang đăm chiêu ngoài ban công. Anh đang đứng đó hút thuốc. Nhìn dáng vẻ ấy thật điềm tĩnh và chững chạc. Thấy Linh mở cửa bước ra, Tuấn dập vội điếu thuốc, cởi chiếc áo khoác choàng lên người Linh. Sao đang ngủ lại tỉnh dậy? Em vào nhà đi kẻo lạnh. Anh ở đây cho hết khói thuốc này rồi anh vào. Nhưng cô nũng nịu mặc kệ anh, rồi lao vào ôm chặt lấy Tuấn từ phía sau. Sao anh không ngủ? Lại ra đây làm gì? Anh ra đây suy nghĩ một chút chuyện. Anh cảm thấy có lỗi với em quá. Để em vào tình thế khó xử như thế này, anh xin lỗi đã để em chịu thiệt thòi. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ cho em một danh phận. Linh cảm động ôm chặt anh hơn. Hâm này, em biết anh còn phải xử lý ổn thỏa chuyện con cái. Em yêu anh và chờ anh được mà. Đừng suy nghĩ quá nhiều nha. Linh và Tuấn đã yêu nhau được 3 tháng. Tình yêu của họ đầy mãnh liệt và nồng cháy. Họ tìm thấy nhau khi hai tâm hồn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Tuấn là chàng trai trẻ, với vẻ ngoài đầy đẹp trai và hài hước, nên anh khá được nhiều người chú ý đến. Nếu không ai hỏi, cứ nghĩ rằng anh vẫn độc thân. Tuấn đã là người có gia đình, một vợ một con. Nhưng thực tâm trong con người anh luôn cảm thấy thật cô đơn và không thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Vợ của anh là bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người yêu nhau và có bầu, nên hai gia đình giục cưới. Cái tình yêu non nớt ấy dần già, bị gọi là cơm áo gạo tiền, dần già phai nhạt. Cô vợ của anh ngày càng trở nên dữ dằn và xấu tính, luôn luôn ghen bóng gió và cay nghiệt. Chỉ vì con, vì bố mẹ anh mà anh phải sống với người vợ không còn tình cảm nào suốt 10 năm qua. Linh năm nay đã hơn 30 tuổi, cái tuổi người ta đã có chồng con đề huề, nhưng cô vẫn độc thân. Nhiều người hay bảo là gái ế, nhưng cô là người giỏi giang xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền, nên việc ế của cô lại thành việc quá kén chọn. Đến cái ngưỡng 30 tuổi, Linh cũng không còn quá nhiều các tiêu chuẩn về người đàn ông của mình. Cô chỉ muốn tìm được một người mình yêu thật lòng, muốn bên mình suốt đời. Cũng có rất nhiều lần Linh được sắp xếp vào các cuộc xem mắt, nhưng không có ai làm cho cô thực sự rung động, cho nên đến giờ cô vẫn độc thân một mình. Nhưng định mệnh cho cô gặp Tuấn, yêu Tuấn, một người đàn ông đã có gia đình. Hai người gặp mặt nhau vì được xếp chung bộ phận. Khi đó Linh là sếp của Tuấn. Do công ty tập trung chạy dự án nên việc tiếp xúc của hai người khá nhiều, dần ra tình cảm bắt đầu nảy sinh, nhưng không ai dám thổ lộ. Sau những lần làm việc và trò chuyện tâm sự với nhau, cô mới biết gia đình nhỏ của Tuấn đang có vấn đề. Rất nhiều đồng nghiệp trong công ty còn nói rằng anh sắp ly hôn vợ. Khi làm việc, anh luôn tránh các tiếp xúc thân mật với các đồng nghiệp khác giới, trong đó có cả cô. Tuấn thực sự là một người đàn ông chuẩn mực và lịch thiệp. Chính điều đó càng làm cô say đắm anh, yêu anh càng nhiều. Chính Linh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cuồng si đến như vậy. Dù từ trước đến nay, cô luôn tối kỵ việc tranh chồng cướp vợ của người khác. Sau khi tìm hiểu kỹ về cuộc hôn nhân của anh, cô quyết định thổ lộ tình cảm này cho anh biết. Dù điều này bất kỳ ai biết cũng sẽ nói cô trơ trẽn, nhưng sâu trong cô hiểu rõ chỉ có làm như thế mới thỏa được lòng yêu anh và chờ mong anh. Cuối tuần anh rảnh không? Đi cà phê với em một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh, thật sự rất quan trọng. Linh ngượng ngùng nói với Tuấn. Tuấn suy nghĩ một lát rồi trả lời. Được, vậy hẹn em ở quán cà phê rươi dưới chân công ty. Linh khá hồi hộp cho cuộc nói chuyện này. Cô trang điểm thật đẹp, mặc một chiếc váy hoa xinh để cho mình trở nên trẻ trung hơn. Khi thấy bóng dáng Tuấn, cô trở nên ngượng ngùng và bớt chợt đỏ mặt. Tuấn, em biết anh là người đã có gia đình, nhưng em cũng biết rằng cuộc hôn nhân của anh thực sự không hạnh phúc. Thời gian ở cạnh em, thực sự có tình cảm với anh đấy. À không, thật ra thì là em rất yêu anh. Lúc nào anh cũng xuất hiện trong tâm trí của em. Em biết mình thật trơ trẽn khi mà nói ra điều này, nhưng anh có thể yêu em không?
Hãy để em giúp anh cảm thấy hạnh phúc. Tuấn Kha bất ngờ về những gì mà Linh nói, nhưng thời gian làm việc cùng nhau, anh đã cảm nhận được tình cảm của Linh dành cho mình. Nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ thừa nhận và thổ lộ trực tiếp với anh như thế này. Thực ra, anh cũng có tình cảm với em. Nhưng em biết đấy, giờ anh vẫn là người có gia đình. Nếu chúng ta quen nhau, sẽ làm em chịu nhiều thiệt thòi. Thật sự, anh không muốn làm em buồn. Em có thể chờ anh ly hôn, rồi chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Còn thời gian này em sẽ an phận ở bên anh một cách bình lặng nhất, có được không anh? Cứ thế họ đến với nhau, tình yêu của họ như những con thiêu thân khát khao được yêu một cách cháy bỏng. Như bao đêm khác, Tuấn lại ở cùng Linh. Họ như đôi tình nhân vụng trộm nhưng đầy mãnh liệt lao vào nhau. Trên chiếc giường êm ái đó, họ nằm nép vào vai nhau. Mối quan hệ này khiến họ cảm thấy mới lạ nhưng đầy nhức nhối. Cái cảm giác vừa cuồng si mãnh liệt và sợ sệt lo lắng đan xen nhau. Sáng sáng hôm sau, trước khi Linh tỉnh giấc thì Tuấn đã rời đi. Việc này sẽ tránh sự soi mói của những người xung quanh. Linh tỉnh giấc như thói quen, cô nhìn sang bên cạnh. Chỗ đó vẫn còn hơi ấm, nhưng người đã không còn. Nhưng trong mối quan hệ này, chỉ có mỗi Tuấn biết rằng kết quả sẽ không như Linh tưởng tượng, bởi vì anh không thể ly hôn vợ của mình. Đó là điều mà anh đã hứa trước khi bố anh mất. Nhưng tình cảm anh dành cho Linh là thật. Anh muốn ở bên cô, vì thế khi về nhà, anh cũng không kiềm được việc ngắm nhìn cô qua bức ảnh hay nhắn tin thân mật với cô. Dần dần vợ của Tuấn cũng nhận ra được sự thay đổi của chồng mình. Vợ anh ta biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng cô ấy chọn cách im lặng và tìm hiểu mọi chuyện. Linh chuẩn bị tan làm, bỗng có số lạ gọi cho cô. Khi biết đó là vợ Tuấn, cô có chút lo sợ, nhưng rồi tự trấn an rằng mình không làm gì quá giới hạn hay quá đáng, vì thế cô đồng ý gặp mặt. Tại quán cà phê, Linh đối diện với vợ Tuấn. Chị ta khá điềm tĩnh. Em là Linh, đồng nghiệp với Tuấn đúng không? Có phải em có tình cảm với chồng chị không? Linh thật sự ngơ ngác và thơ thẩn khi nghe vợ Tuấn hỏi câu đó. Em đừng sợ, chị không phải đến đây để đánh ghen đâu. Chị tìm em là có việc cần em biết. Cô vẫn giữ im lặng, vì cô biết nếu cô trả lời có thì mình thật là trơ trẽn. Bỗng vợ Tuấn nở một nụ cười hiền hòa và nhẹ nhàng. Chị biết em có tình cảm với Tuấn. Chị không cấm cản điều đó, vì hiện tại chị và Tuấn đã không còn tình cảm. Sống cũng chỉ vì con thôi. Chị thấy Tuấn tối nào cũng ngắm ảnh em. Chị tin rằng anh ta yêu em thật. Chị tôn trọng Tuấn, vì thế bọn chị sẽ ly hôn, để ai cũng có được hạnh phúc của mình. Linh ngẩn người khi nghe vợ Tuấn nói rằng cô chấp nhận ly hôn để hai người đến với nhau. Cô vẫn tỏ rõ sự nghi ngờ trong lời nói của vợ Tuấn, nhưng câu tiếp theo của chị ta đã làm Linh tin tưởng. Em biết vì sao chị với Tuấn vẫn chưa ly hôn không? Vì anh ấy lo cho tương lai của con. Anh ấy muốn trước khi ly hôn sẽ gom đủ khoản tiền để con có thể sống một cách thoải mái nhất và có tương lai tốt nhất. Anh rất rất yêu con, nên anh ấy đã nói chưa lo được cho con sẽ không ly hôn. Linh nghĩ về những chuyện anh làm. Đúng thật, lúc nào cũng thấy anh ấy lao vào việc. Nhưng cô thật không ngờ anh lại thiếu tiền đến thế. Khi đến anh, cô bỗng đưa ra quyết định. Cho em hỏi chút, chị có biết số tiền anh ấy muốn cho con là bao nhiêu không ạ? Khoảng 200 triệu em ạ. Thực sự đây là số tiền khá lớn. Chị đã nhiều lần muốn ly hôn và không cần anh ấy bù đắp cho con, nhưng anh ấy nhất quyết không. Nói đến đây, vợ Tuấn len lén nhìn cô. Được, chị có thể cho em số tài khoản, rồi em sẽ gửi chị số tiền này, coi như khoản anh Tuấn bù đắp cho con. Em hy vọng chị không hận hai bọn em. Mong chị khuyên bảo anh Tuấn sớm làm thủ tục ly hôn. Linh nhẹ nhàng đáp. Vợ Tuấn thấy khá vui sướng khi đã đạt được yêu cầu, nhưng vẫn cố giữ nét bình thản trên mặt. Thật sự chị luôn mong anh ấy được hạnh phúc. Giờ thấy em hết lòng vì anh ấy như vậy, chị cũng yên tâm. Nhưng mong em đừng cho anh ấy biết cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chị sợ anh ấy sẽ trách chị. Linh thầm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Trên đường trở về, nghĩ về những gì lời vợ Tuấn nói, cô cứ cảm giác như có điều gì không đúng. Nhưng tình yêu đối với anh đã lu mờ lý trí của cô, khiến cô hành động theo bản tính và muốn anh trở thành của cô một cách nhanh nhất. Vì thế cô không mảy may về những câu chuyện mà vợ anh nói. Vẫn như cam đoan, cô không hề nói chuyện ngày hôm nay cho Tuấn nghe. Cô hy vọng ngày cô và anh được danh chính ngôn thuận yêu nhau sẽ sớm được diễn ra. Nhưng những gì cô tưởng tượng hoàn toàn đi ngược lại. Cô sẽ không bao giờ ngờ được rằng trên đời này sẽ có kiểu người lật lọng và bị ổi như thế. Đó là vào chiều cuối tuần, Tuấn hẹn gặp cô tại phòng.
Nghe qua điện thoại thấy giọng Tuấn có vẻ không vui, nhưng cô cũng không nghĩ gì quá nhiều. Chắc hẳn anh đang áp lực công việc thôi. Tuấn bước vào phòng, trên mặt anh tràn đầy sự tức giận. Cô chưa kịp hỏi, đã bị giọng lạnh lùng đầy giận dữ của anh làm cho hoảng sợ. Tại sao em lại hẹn gặp vợ anh? Chính em nói là em sẽ an phận và không làm xáo trộn gia đình anh mà. Linh ngẩn người khi nghe anh nói thế, cô vội vàng giải thích. Không, em không hề hẹn gặp chị ấy ạ. Chính chị chủ động hẹn em mà. Tuấn cười lạnh. Đến giờ mà em còn chối được. Nếu mai không nói cho anh biết rằng em hẹn gặp cô ấy và đe dọa, thì em còn định giấu anh đến khi nào? Linh tủi thân khóc. Anh thực sự không tin em ư? Em đã nói là chính cô ta hẹn em và muốn em không nói với anh về chuyện đó. Còn chuyện cô ta bảo em hù dọa là hoàn toàn bịa đặt. Em không làm như thế. Sự giận dữ của Tuấn dường như càng lớn. Em không đe dọa cô ấy, mà cô ấy lại về khóc và bất an rồi kể lể với mẹ anh như thế à? Lần đầu tiên anh thấy Mai thực sự sợ hãi như thế. Em bôi nhọ còn dùng tiền để bắt cô ấy ly hôn với anh. Anh cứ nghĩ em yêu anh và hiểu cho tình cảm của anh, nhưng em làm anh quá thất vọng. Sao? Anh chỉ tin lời vợ anh, còn em thì không đúng không? Chính cô ta đề nghị số tiền ấy và chính cô ấy đòi ly hôn với anh. Giờ anh và vợ anh lật lọng đúng không? Tôi yêu anh, muốn ở bên anh nên đã chịu nhún nhường và an phận mà không đòi hỏi gì suốt thời gian qua. Nhưng giờ tôi nhận lại là gì? Là sự chửi mắng của anh và sự tin tưởng lẫn nhau của vợ chồng anh à? Nếu em không muốn chịu thiệt thòi nữa thì được, chúng ta chấm dứt, để em có người đàn ông giúp cho em một danh phận đúng nghĩa. Còn anh thì xin lỗi, anh không làm được. Tuấn lạnh lùng đáp trả. Khi nghe được lời nói ấy, Linh thực sự bùng nổ. Anh là đồ tồi. Anh đã hứa với tôi ra sao? Đã hết lòng vì anh. Vì anh mà tôi gom hết số tiền mà tôi có để có thể giúp được anh tự do. Nhưng giờ anh trả cho tôi những gì? Là lời chia tay này sao? Tôi hiểu rồi. Tất cả là vở kịch của hai vợ chồng anh, biến tôi thành con ngu để hai người tiêu khiển. Hai người là kẻ khốn nạn. Cút đi. Được. Nếu em cho là thế thì cứ xem là thế đi. Mong em sống tốt. Linh thực sự gục ngã. Cô không biết mình đã làm sai điều gì trong chuyện này, hay mình chỉ là con rối để cho gia đình họ tiêu khiển. Nghĩ đến đây cô chợt cười lạnh trong lòng. Chưa bao giờ cô thấy căm ghét và hận bản thân mình như thế. Bao nhiêu năm bôn ba ngoài xã hội, cô cứ nghĩ mình đã đủ tinh khôn để nhìn nhận mọi chuyện. Nhưng khi va vào tình yêu, cô lại trở nên mù quáng và nhu nhược đến thế. Cô biết lỗi sai đầu tiên là do cô. Do cô lao vào người đàn ông đã có gia đình này, chấp nhận làm kẻ thứ ba mà không một lời đòi hỏi. Đây thực sự là bài học đắt giá mà cả đời này cô không bao giờ có thể quên được. Quý vị có chia sẻ gì sau khi mà quý vị nghe cái câu chuyện trên hay không ạ? Hãy để lại dưới comment để cho Hồng Nhung cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe và đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng tiếp theo trên kênh vào ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.